là một chủ trương lớn cũng là kênh thoát nghèo hiệu quả. Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang dần trở nên dễ tiếp cận với nhiều đối tượng lao động hơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên trong 2 năm qua, hoạt động này hầu như bị đóng băng. Với các doanh nghiệp đưa người đi làm việc nước ngoài thì bên cạnh những khó khăn chung, thì quãng thời gian vừa qua cũng hữu ích để chuẩn bị cho các chương trình một cách quy mô, bài bản hơn trong năm 2022. Thời điểm này, cùng với việc mở lại các đường bay quốc tế, hoạt động xuất khẩu lao động đã bắt đầu chính thức khởi động. Daystar là một doanh nghiệp khá lớn ở Thừa Thiên Huế trong việc đưa người đi làm việc ở thị trường Nhật Bản. Sau khoảng thời gian tạm ngưng do dịch bệnh, hiện công ty này đang bắt đầu khởi động lại các chương trình tuyển sinh, dạy ngoại ngữ và đặc biệt là mở các chi nhánh nhỏ tại các huyện, thị để người lao động ở các vùng sâu, vùng nông thôn đều có thể tiếp cận được thông tin và mạnh dạn tham gia. Mục tiêu của công ty trong năm nay phấn đấu đưa từ 500 đến 700 người đi Nhật Bản làm việc. Chúng tôi nghĩ rằng là cái khó khăn lớn nhất của thị trường bây giờ, của đối với người lao động đó là thông tin. Người ta luôn luôn nghĩ rằng việc sang Nhật Bản sẽ rất là khó. Thứ nhất là về ngôn ngữ sẽ như thế nào, việc đào tạo sẽ mất bao lâu, và sang Nhật Bản khi gặp khó khăn thì ai là người sẽ giải quyết. Thì đó là một trong những cái suy nghĩ để người ta nghĩ rằng là nó sẽ rất là khó khăn. Cho nên nhân sự của chúng tôi, từng nhân viên của chúng tôi ở các phường xã được chúng tôi đào tạo, mục đích là kết nối cái thông tin này lại, giải quyết cho người ta hiểu rằng nó không khó như người ta nghĩ. Việc đào tạo tiếng Nhật, chúng tôi là có giáo viên người Việt Nam và người Nhật Bản đào tạo cho các bạn trong thời gian 6 đến 8 tháng, đủ điều kiện để đi. Về trình độ thì yêu cầu 12 trở lên là được rồi. Tất nhiên ở đây trình độ không phải đòi hỏi phải cao, nhưng cái quan trọng là thái độ và ý thức của các bạn. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền về chương trình đi làm việc ở nước ngoài, hiện nay các doanh nghiệp cũng đang có nhiều phương án hỗ trợ ưu đãi trong việc vay vốn ban đầu để người lao động có thêm điều kiện trong việc trang trải các chi phí. Thì Suleco đang phối kết hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh, Phòng Lao động các huyện tham gia đầy đủ các cái phiên giao dịch việc làm, các cái hội nghị việc làm, giới thiệu tư vấn việc làm cho lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời cũng đã có các cái chính sách riêng của Suleco, đó là cho lao động trả chậm là một phần chi phí sau khi sang Nhật làm, nhằm giảm tải được cái áp lực chi phí cho lao động khi muốn sang Nhật làm việc. Trên thực tế, việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hiện là một kênh thoát nghèo hiệu quả được rất nhiều tỉnh thành trên cả nước hưởng ứng. Với Thừa Thiên Huế, so với những năm trước, hiện chương trình này cũng đã bắt đầu lan tỏa đến nhiều người lao động hơn. Đặc biệt, nhiều lao động ở các vùng dân tộc thiểu số cũng đã bắt đầu tiếp cận với kênh này và mạnh dạn tham gia. Chúng em mong muốn là sẽ đi Nhật để làm bên Nhật có một công ty rất là tốt. Chúng em sẽ cố gắng làm việc để sau này có tương lai, lo cho gia đình, cho vợ con. Trong kế hoạch của tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh đang phấn đấu trong năm 2022 này sẽ đưa khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Và theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiện nay mọi người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ vay lên đến 80 triệu đồng. Số tiền này giải ngân 2 lần, lần 1 khi đổ phỏng vấn và lần 2 khi có visa xuất cảnh. Có thể thấy, tỉnh đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc đi làm việc ở nước ngoài. Mong rằng với sự mở cửa trở lại của các quốc gia, chương trình này sẽ có nhiều khởi sắc hơn trong năm 2022.